Xin kính chào quý vị khán giả, vừa rồi là những tin chính có trong bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao Việt Nam của Bóng đá TV và Thể thao TV. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các hoạt động bóng đá trong nước vẫn đang hoàn toàn đóng băng vì dịch Covid-19, cũng giống như nhiều cầu thủ và các vận động viên khác, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với chuyên gia thể lực Park Sung-gyun mới đây đã chia sẻ bí kíp của mình cho việc tập luyện, duy trì thể lực trong thời điểm tự cách ly tại nhà. Trong video giới thiệu, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ rằng đây là những bài tập hoàn toàn có thể thực hiện ở không gian nhỏ. Ông mong các cầu thủ tập luyện thật tốt để khi giải đấu trở lại, họ sẽ không gặp vấn đề gì về thể lực. Với nội dung đơn giản, dễ thực hiện và khoa học, các bài tập của chuyên gia thể lực Park Sung-gyun không chỉ hiệu quả với các cầu thủ mà còn hữu ích với tất cả mọi người. Mới đây, báo chí Indonesia cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ mất quyền chỉ đạo ở AFF Cup 2020. Bởi sau tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận chung kết SEA Games 30 trước Indonesia, huấn luyện viên Park bị treo giò trong 4 trận giao hữu. Do AFF Cup không nằm trong hệ thống giải của FIFA và trong bối cảnh các trận giao hữu không thể diễn ra vì dịch Covid-19, thế nên án phạt này sẽ được áp dụng ở AFF Cup. Trước thông tin đó, VFF đã khẳng định kể cả AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA thì đây vẫn không thể bị coi là các trận giao hữu mà là các trận đấu chính thức của một giải đấu do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á quản lý. Do đó, ông Park vẫn được quyền chỉ đạo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Cũng liên quan đến AFF Cup, mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á Khiep Samet khẳng định Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT sẽ cử đội tuyển quốc gia nước này tham dự AFF Cup 2020. Trong thời gian vừa qua, truyền thông xứ sở Chùa Vàng rộ tin rằng FAT sẽ đưa lứa trẻ U23 của nước này tham dự AFF Cup 2020 thay vì đội tuyển quốc gia. Nguyên nhân dẫn đến quyết định trên là vì lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ dày đặc vào cuối năm nay. Trong những chuyển động đáng chú ý khác của bóng đá khu vực và châu lục, Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đang tích cực tìm kiếm huấn luyện viên mới cho đội tuyển quốc gia sau khi thanh lý hợp đồng với vị chiến lược gia người Serbia Ivan Jovanovic. Hiện đang có 3 ứng cử viên cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gồm Zoran Mamix, Rodolfo Arobirera và Mahdi Ali. Cả 3 vị huấn luyện viên này đều có thời gian dài làm việc tại Trung Đông và ít nhiều đã có những thành công cùng bóng đá nơi đây. Trước đó vào hôm 6 tháng 4, Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thông báo việc chia tay huấn luyện viên trưởng Ivan Jovanovic, người mới nhậm chức từ tháng 12 năm 2019 và chưa có trận cầm quân nào. Trong khi đó, mới đây tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã cùng với các cầu thủ nổi tiếng của châu Á khác thực hiện video clip kêu gọi thế giới chung tay phòng dịch Covid-19. Trong đoạn video ngắn mà Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đăng tải, Công Phượng đã kêu gọi nói không với những thông tin chưa được kiểm chứng và những thông tin không chính xác về dịch bệnh gây hoang mang dư luận. Được biết, đoạn clip này thuộc chiến dịch kêu gọi thế giới chung tay phòng chống dịch Covid-19 mang tên Break the Chain mà AFC đang phối hợp thực hiện. Ở một thông tin khác, mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã ra khuyến nghị các câu lạc bộ nên gia hạn hợp đồng với các cầu thủ tới hết mùa giải do những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với trường hợp của Đàm Văn Hậu, đây có thể xem là tin vui với hậu vệ sinh năm 1999 khi hợp đồng của anh với Heerenveen sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, với khuyến nghị của FIFA, có thể Văn Hậu sẽ tiếp tục được thi đấu ở Hà Lan cho đến khi mùa giải kết thúc. Với bóng đá trong nước, mặc dù mùa giải 2020 đang bị hoãn vô thời hạn, nhưng các câu lạc bộ vẫn rất quan tâm tới những phương án đưa giải đấu trở lại của VPF, đặc biệt ở tính thời điểm, bởi điều này liên quan trực tiếp tới khâu chuẩn bị của cầu thủ các đội. Ở cuộc họp giữa VPF và các đại diện câu lạc bộ vào ngày 31 tháng 3 nhằm ấn định thời gian V-League trở lại, phương án tổ chức giai đoạn lượt đi từ 15 tháng 4 đến 29 tháng 5 đã không nhận được sự đồng thuận của các đội bóng. Điều này đồng nghĩa giải đấu cao nhất quốc gia vẫn đang bị đóng băng và vẫn chưa biết ngày trở lại. Cùng với đó, lãnh đạo các câu lạc bộ cũng kiến nghị với VPF cân nhắc thời gian tổ chức lại V-League phải đảm bảo cho các đội bóng tối thiểu 3 tuần nhằm chuẩn bị thể lực cho các cầu thủ. Trong khi đó, mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, tiền đạo Hà Đức Chinh cho biết anh đã bình phục sau hơn 1 tháng điều trị men gan cao và đã có thể trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội. Đây là tin vui với SHB Đà Nẵng khi cầu thủ sinh năm 1997 sẽ có thể ra sân khi mùa giải trở lại. Trước đó, Hà Đức Chinh phải nhập viện vì men gan cao hồi đầu tháng 3 và đã bỏ lỡ 2 vòng đầu tiên của V-League 2020.
Với các vận động viên nói chung và các cầu thủ nói riêng, đây là quãng thời gian đầy lạ lẫm khi họ phải rời xa guồng quay tập luyện, thi đấu hàng tuần. Dẫu vậy, tất cả vẫn phải tự giác tập duy trì để sẵn sàng cho mọi phương án đưa giải trở lại từ ban tổ chức. Và tiền vệ Hữu Phúc của câu lạc bộ Hải Phòng không phải là ngoại lệ trong tinh thần này. Sau khi có thông báo tạm nghỉ tập từ câu lạc bộ Hải Phòng, Hữu Phúc trở về căn nhà của bố mẹ tại Vĩnh Phúc. Những ngày này, do lệnh giãn cách ly xã hội từ chính phủ nhằm tránh cho dịch COVID-19 lây lan, tiền vệ này cũng chỉ ở nhà và tham gia các công việc giúp đỡ cho gia đình. Và dĩ nhiên, anh cũng không quên tập thể lực mỗi ngày. Về khó khăn thì như các bạn đã thấy, khi tập luyện tại gia đình sẽ thiếu thốn rất nhiều cơ sở vật chất cùng không gian tập luyện. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ khắc phục một cách tối đa để mình có những buổi tập thật sự chất lượng nhất. Để duy trì sức khỏe, tôi hàng ngày vẫn tập luyện ở nhà 2 buổi. Tôi có lên tham khảo trên mạng những bài tập để giữ cường độ vận động. Tôi hy vọng là sau hết mùa dịch thì tôi có thể quay lại trở lại câu lạc bộ với một thể lực sung mãn nhất. Khi rảnh rỗi, anh cũng tìm cách xem lại 2 trận đấu đầu tiên của V-League 2020 trong mùa Hải Phòng để rút kinh nghiệm. Và với giới cầu thủ thì thời điểm này, họ phải giữ được cơ thể ở mức ổn định, tránh tăng cân bằng những bài tập nặng với khối lượng 2 buổi mỗi ngày. Hiện tại dịch bệnh đang diễn ra một cách rất phức tạp. Tôi hy vọng là dịch bệnh có thể được kiểm soát một cách tốt nhất để V-League có thể quay trở lại vào thời gian ngắn nhất. Với những cầu thủ chuyên nghiệp như Hữu Phúc, việc tập luyện tại nhà có vẻ không phải là trở ngại lớn. Tuy nhiên, với những cầu thủ trẻ đang ở độ tuổi trưởng thành như các thành viên đội U15 Hà Nội, yêu cầu giúp đỡ và hướng dẫn các em tự rèn luyện khiến huấn luyện viên Lê Đức Tuấn phải làm quen với những phương pháp dạy mới. Do các cầu thủ U15 Hà Nội đã trở về nhà, thế nên theo lịch hạn hàng ngày, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn hướng dẫn các em tự tập ở nhà thông qua những thiết bị di động của mình. Trước khi bàn giao các em về với gia đình, thì tôi cũng đã trực tiếp trao đổi với từng phụ huynh để làm sao mà về sát sao với các em, để cho em giữ gìn về sức khỏe của mình và tiếp tục cố gắng nỗ lực tập luyện để duy trì sức khỏe, để sắp tới đây quay trở lại thì các em sẽ có thể là bám sát vào giáo án sắp tới để có thể có thể lực tốt để tham dự giải. Việc dạy và học online sẽ phát sinh nhiều vấn đề, bởi không phải cầu thủ nhí nào cũng có điều kiện để theo dõi trực tiếp các bài giảng của huấn luyện viên. Thì sau mỗi cái buổi tập xong thì tôi thường gửi những cái hình ảnh và những cái tài liệu về cái cách phong cách tập đối với từng cầu thủ mà khi mà các em không có khả năng có thể thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đấy các em cũng đã tự tập và quay lại gửi cho tôi, và đó là một cái tín hiệu mừng đối với một người huấn luyện viên, bởi vì các em rất là tự giác cho công việc của mình. Rất nhiều các giải bóng chuyền trong 6 tháng đầu năm đã bị hoãn hoặc thậm chí là hủy bỏ vì dịch COVID-19, và một số câu lạc bộ đã cho vận động viên về tự tập tại nhà. Trường hợp của chị em Kim Thanh, Mỹ Duyên, thành viên câu lạc bộ VTV Bình Đình Long An là một trong số các ví dụ cho quá trình tập luyện giữa quãng nghỉ rất dài này. Câu lạc bộ VTV Bình Đình Long An ban đầu chỉ cho các cầu thủ xả trại 1 tuần. Tuy nhiên, trước yêu cầu giãn cách xã hội trên toàn quốc, thời gian tập trung đã bị lùi lại so với dự kiến. Chính vì thế, chị em nhà Kim Thành Mỹ Duyên đã phải có kế hoạch tập luyện tại nhà trong thời gian rảnh rỗi này để giữ trạng thái trước khi quay trở lại tập luyện với cường độ cao. Tụi em thường tập những bài tập bổ trợ, những bài tập duy trì sức nhanh, ôn lại các kỹ thuật như điểm bóng, chuyền bóng, phát bóng cho nhau. Cũng rất là khó khăn khi hai chị em tập luyện tại nhà như thế thì không có huấn luyện viên, thầy cô để bên nhắc nhở, thì hai chị em cũng nhắc nhở nhau để tập luyện. Kim Thanh hiện là vận động viên đội 1 của VTV Bình Điền Long An, còn Mỹ Duyên là vận động viên trẻ cũng tại đội bóng này. Đây được xem là lợi thế của hai chị em so với các vận động viên khác khi có thể hỗ trợ nhau tập luyện tại nhà. Kinh nghiệm của Kim Thanh sẽ giúp Mỹ Duyên có thêm động lực tập luyện để có thể phát triển như chị gái. Thời gian này thì em cũng hỗ trợ Duyên rất là nhiều. Khi Duyên là một vận động viên trẻ mới được đôn lên đội 1 thì em cũng nhắc nhở, chỉ bảo, hỗ trợ Duyên về các kỹ thuật để hoàn thiện kỹ thuật nhiều hơn để Duyên tập luyện được tiến bộ hơn. Sự tự giác của chị em Kim Thanh, Mỹ Duyên nói riêng và các vận động viên ở nhiều môn thể thao nói chung sẽ cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và mang đời sống thể thao trở lại trong thời gian sớm nhất.
Những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến nhiều chuyên gia nước ngoài của các đội tuyển chưa thể quay lại Việt Nam làm việc. Điều này đang ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tập luyện của các vận động viên nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch trong năm 2020. Hiện tại, ngoài chuyên gia Park Chung-gan của môn bắn súng và Ayrat Abdulmanov của môn đấu kiếm đang có mặt tại Việt Nam, với các đội tuyển còn lại như thể dục dụng cụ, bơi, bắn cung, các huấn luyện viên nước ngoài đều chưa thể quay lại làm việc vì những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Như trường hợp của đội tuyển bơi Việt Nam, trong gần 3 tháng qua, chuyên gia Hoàng Quốc Huy vẫn đang ở Trung Quốc và chưa thể về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ làm việc. Điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội. Liên đoàn Điền kinh Thế giới IAAF vừa có những thông báo mới về cách tính chuẩn tham dự Olympic Tokyo. Theo đó, các giải đấu từ ngày 6 tháng 4 đến 30 tháng 11 năm 2020 sẽ không được xem xét để tính chuẩn đi Thế vận hội. Việc giành suất đến Tokyo vào năm sau sẽ được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 đến 29 tháng 6 năm 2021. Cùng với đó, các vận động viên đạt chuẩn từ ngày 1 tháng 1 đến 5 tháng 4 năm 2020 vẫn sẽ được công nhận. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Cà phê đội tuyển sẽ lên sóng lúc 21 giờ ngày 10 tháng 4 trên kênh Bóng đá TV với rất nhiều nội dung hấp dẫn, đặc biệt là câu chuyện liên quan đến kỳ AFF Cup sắp tới. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bên cạnh đó, đừng bỏ lỡ các trận đấu của giải ngoại hạng Anh UEFA Champions League, UEFA Europa League cũng như các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Tất cả sẽ có trên ứng dụng OnMe. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.